Vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, các đoàn viên học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực cùng với sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, phối hợp xã Đoàn Châu Lăng, Lương Phi, núi Tô tổ chức chuyến thăm nhà lão thành cách mạng tại các xã Châu Lăng, Lương Phi và núi Tô. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người đã cống hiến cho đất nước, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong chuyến đi, đoàn đã ghé thăm nhà năm lão thành cách mạng, lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về cuộc kháng chiến gian khổ những câu chuyện ấy giúp các bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của tự do hòa bình mà họ đang được hưởng bên cạnh việc lắng nghe các bạn trẻ cũng đã trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn đối với các cô chú chuyến đi không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn là một bài học giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc